Và bây giờ là mình cũng đã đi đến nơi. Chỗ này rất là mát này. Wow, phải nói mình rất là thích cái khung cảnh đây. Khung cảnh rất là thích. Đây các bạn có thể thấy là đường xá thì sạch sẽ này, rồi cái hành lang đi bộ phải nói rất là rộng. Và có thể thấy hành lang này là đi bộ, còn ở phía bên xa xa là đường thì cho ô tô chạy, nhưng mà mình thấy đường cũng nhỏ lắm, không có rộng. Thì ở phía trên là một cái cầu thang cũng chỉ để dành cho đi bộ thôi. Thì nữa mình sẽ đi đến tham quan, leo lên cái tòa nhà mà cao khoảng 50 tầng và đi bằng thang máy, chứ mà leo bộ chắc mình leo lên nó chắc là nửa chừng là đi hết nổi nữa rồi. Đây là phía bên trong, mình đang dưới gầm cầu đi bộ đây. Mình cho các bạn xem ở phía xa xa thì ở đây cũng có nhiều tòa nhà rất là to. Đây mình cho các bạn xem tòa nhà rất là cao, nó cao khủng khiếp, mình nhìn chóng mặt luôn đấy. Còn phía bên đây đó, các bạn có thể thấy một tòa nhà cặp đôi thế này rất là đẹp. Và mình đang hướng đi bộ đến đây. Đó. Phải nói là khung cảnh này rất là thích luôn. Mình đi đến đây là hôm nay là lần thứ 3 rồi. Và lần này mình mới có dịp là quay làm video cho các bạn xem. Đây, chỗ này là mình được vào tự do miễn phí. Các bạn có thể thấy là những cái này nó lại sao, nó lại gió nó thổi là nó tự chuyển. Đây này, nó lại tự di chuyển luôn. Như là nó có trục là gió thổi là sẽ tự di chuyển này. Phải nói là một khung cảnh rất là đẹp với những tòa nhà mà cao chọc trời thế này. Và ở phía xa xa, đúng rồi, mình quên giới thiệu với các bạn ở phía xa xa đó. Đây, để mình zoom lại cho các bạn xem. Phía xa xa đó chính là cái tòa nhà bằng hình quả trứng ở bên Nhật đó. Tòa nhà này thì các bạn có thể là xem qua một số hình ảnh trên mạng rồi. Tòa nhà hình giống như hình quả trứng và nó nằm ở ga Shinjuku. Đây, và mình đi vào phía bên trong. Ở đây chỉ toàn thấy nhà và nhà không thôi. Khu này phải nói là đặc biệt, rất là rộng rãi. Và mình đang tiến vào bên trong, mình sẽ quay sơ cho các bạn xem. Đây, với những tòa nhà này phải nói là rộng cực kỳ luôn. Ở chỗ này mình cách ga Shinjuku khoảng 5 phút đi bộ thôi. Và mình thấy cũng có thể là nhiều bạn không biết đâu. Đây, khung cảnh rất là rộng. Và tòa nhà mình thấy đây, mình nhìn cái tòa nhà này nghĩ đến là cái tòa nhà tháp đôi ở bên Malaysia đó. Nhưng mà chút nữa mình sẽ leo lên tòa nhà này 50 mấy tầng nữa. Và bây giờ mình đang đi bộ vào bên trong. Ở đây nó giống như là một cái quảng trường, nhưng mà không phải, ở đây là mình thấy nó là một cái trung tâm hành chính. Và cái tòa nhà mà mình hồi nãy cho các bạn xem nó cao như vậy, là tí nữa mình lên để mình ngắm toàn cảnh thành phố Tokyo nó như thế nào. Và mình đang bước vào trong rồi. Đây các bạn có thể dễ thấy, đó chính là bên trong này nhìn nó giống như một bãi đỗ xe, nhưng mà không thấy một chiếc xe hơi hay là xe máy hay là một chiếc xe nào cả. Nó rất là rộng, cực kỳ rộng luôn.
Đây, và mình đang bước vào dần bên trong. Ồ, đừng có đóng cửa lại chứ. Đây. Đây là toàn cảnh phía bên trong. Và mình sẽ... À đây. Mình nhầm. Là hướng bên phải bên đây. Thực ra người nước ngoài khi mà đến Nhật Bản du lịch á, thì mình thấy có rất là nhiều người sẽ đến đây để mà tham quan. Thì mình thấy chỗ này á, là rất là tuyệt vời, bởi vì có thể là lên đứng trên đây để mà ngắm những cái cảnh mà toàn khung cảnh của Tokyo. Và bây giờ mình sẽ xếp hàng, và để các bạn có thể thấy đó, sẽ có người chắc đồ. Ví dụ như bạn sợ bạn đem những vật cháy nổ đó, mình sẽ xếp hàng lên trên đây để đi vào.